Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2023. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Hôm nay thì mình thấy là ở công trường của cầu Mỹ Thuận 2 đang rất là đông vui, rất là nhộn nhịp luôn. Thì ở trụ T15 của bờ Tiền Giang thì các anh công nhân, các anh kỹ sư đang tiến hành cái công tác hạ xe đúc xuống để mà chuẩn bị sắp tới thì các anh sẽ tiến hành kéo cáp di băng số 14, 15, 16, ba cái bó cáp di băng cuối cùng. Còn ở trong bờ trụ T13 và T14 của bờ Tiền Giang thì trong ngày mai hoặc là ngày mốt thì các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Châu Thới 620 sẽ di chuyển qua để mà tiến hành gác dầm từ trụ T13 đến trụ T14. Thì mình thấy là những cái khối dầm rất là to thì các anh đã để sẵn sàng ở phần dạ cầu rồi, để sẵn sàng ở chỗ phía bên dưới rồi, thì các anh sẽ gác dầm nhanh hơn bên bờ của Vĩnh Long. Thì ở bờ Vĩnh Long thì các anh phải chở bằng xe rồi đi lên cái phần đường dẫn rồi bắt đầu là mới lau dầm ra rồi mới gác dầm được. Còn ở bên Tiền Giang thì cái quá trình gác dầm nó sẽ nhanh hơn. Còn đây là xe đúc ở ngoài sông. Thì bờ Tiền Giang và bờ Vĩnh Long là còn khoảng mấy chục mét nữa thôi là sẽ hợp long cái nhịp giữa sông. Thì ngay tại vị trí này thì còn khoảng 70 mét nữa là sẽ hợp long cái nhịp chính giữa sông. Và dự kiến là tháng 10 năm 2023 là sẽ hợp long cái nhịp giữa này. Hôm nay thì ở trụ T16 của Vĩnh Long đã lắp những cái ray trượt, những cái thanh nằm ngang nằm dọc ở trên mặt cầu để mà chuẩn bị cho cái công tác hạ xe đúc xuống trượt ra ngoài, rồi sau đó là làm thép, rồi bơm bê tông, cũng như là sắp tới sẽ kéo cáp di băng số 14. Còn xe đúc của bờ Tiền Giang có màu xanh thì sắp tới thì các anh cũng hạ xe đúc xuống, cũng kéo cáp di băng số 14. Những cái ụ neo, những cái thiết bị căng kéo cáp thì mình thấy các anh công nhân, các anh kỹ sư của đơn vị cáp di băng đã chuẩn bị sẵn sàng ở trên mặt cầu rồi. Đây, ngay tại vị trí này thì những cái ụ neo, rồi những cái màu xanh xanh nè, rồi những cái cuộn cáp màu vàng vàng nè, thì những cái thiết bị về cáp đó sẵn sàng hết. Còn đây là cái bệ trụ của cầu Mỹ Thuận 2, rất là to. Thì các anh đã tháo cáp dằn gió phía bên trong bờ rồi, còn cáp dằn gió ở ngoài sông thì các anh cũng còn để, chưa có tháo, chỉ tháo ở trong bờ thôi. Rồi, còn những cái bệ trụ này thì sắp tới thì các anh cũng sẽ tháo gỡ bỏ luôn. Cáp chằng gió lúc trước thì các anh căng ở đây, bây giờ là xong xuôi hết rồi, hợp long xong rồi thì bây giờ các anh bắt đầu là tháo gỡ xuống. Rồi, còn đây là xà lan của đơn vị Châu Thới 620. Hôm trước thì các anh đưa 3-4 cái cẩu qua, rồi sau đó là lên bờ làm việc. Thì hôm nay thì các anh sẽ hoàn thành luôn cái phần gác dầm ở trụ T17 và T18. Rồi sau đó là các anh sẽ đưa những cái máy móc thiết bị để mà gác dầm đó qua trụ T13 và T14 của bờ Tiền Giang để mà tiếp tục gác dầm ở vị trí phía bên Tiền Giang. Cái xà lan này rất là to. Thì hôm trước thì chở được 3 cái cẩu, 2 cẩu lớn, 1 cẩu nhỏ. Mà ở trên đây thì còn rất là nhiều cái máy móc, cái phương tiện để mà gác dầm nè. Đây là trụ T17 thì các anh đã hợp long 16, 17 xong rồi. Và bây giờ thì đang tiến hành tháo những cái dàn giáo, những cái vách ngăn, những cái ván khuôn, là bắt đầu là rút ra rồi tháo gỡ từ từ. Còn đây là trụ T17 đến trụ T18. Vào ngày 3 ngày hôm trước thì mỗi ngày thì các anh đã gác được 3 khối dầm. Hôm nay thì đã hoàn thành 9 khối dầm. Thì hôm nay thì các anh sẽ tiếp tục gác thêm một dầm nữa, là tổng là 10 khối dầm. Mỗi dầm như vậy là nặng 80 tấn và dài 40 mét. Hôm nay tiếp tục gác. Bây giờ dầm đang chuẩn bị về nè. Thì các anh sẽ di chuyển từ cái phần đường dẫn này, lui xe lên cái phần đường dẫn, rồi sau đó là sẽ sử dụng 2 cái cẩu lớn, mỗi cẩu một đầu, rồi sau đó là sẽ đưa ra vị trí mấy cái mố cầu nè. Còn ở bên Tiền Giang thì các anh đưa dầm từ dưới đất lên, dưới mặt đất để các anh để sẵn sàng hết rồi.
Rồi thì hôm nay nữa là bờ đường dẫn bờ Vĩnh Long và cái trụ chính T16 giữa sông sẽ kết nối với nhau ha. Sau này thì các anh còn làm thép ở đây nữa, rồi bơm bê tông, rồi cũng thảm nhựa, sắp tới còn rất là nhiều cái công việc. Còn đây là ba cái ụ neo của cấp 14, 15, 16 rất là gần nhau. Đây là cái dầm cục nè. Sắp tới thì ba cái bó cáp rất là to và cái số lượng cáp trong mỗi bó rất là nhiều, và cái bó cáp dây băng số 16 dài khoảng 170-180, rất là dài. Hôm trước thì mình có hỏi anh lái tàu, lái xà lan của đơn vị cáp dây băng đó, thì anh hay chở vật tư thiết bị đó, thì anh nói là cái bó cáp dây băng số 16 là tới mấy chục cái sợi cáp nhỏ phía bên trong, khoảng 70. Hôm nay thì mình thấy là các anh công nhân kỹ sư của đơn vị cáp dây băng cũng di chuyển lên trên đỉnh tháp, cũng làm việc ở trên rất là nhiều. Các anh công nhân kỹ sư đứng ở đây nè, có cái lồng màu xanh xanh phía bên kia này, các anh di chuyển lên để mà kiểm tra hay là làm gắn những cái thiết bị gì để mà sắp tới cái cáp dây băng số 14 nè. Hôm nay trời trong xanh luôn, trời xanh mây trắng. Đứng ở trong bờ phía bên Tân Hòa của Vĩnh Long á, nhìn cầu Mỹ Thuận 2 rất là gần. Quay lên thì nó thấy nó nhỏ chứ tận mắt cái chứng kiến thì cầu Mỹ Thuận 2 gần lắm, to lắm nha. Xa xa bên kia thì cầu Mỹ Thuận 1, hai cái cầu cách nhau hơn 300 m, bắc qua sông Tiền, nối Vĩnh Long và Tiền Giang. Cầu Mỹ Thuận 2 là cái cầu cao tốc nha. Cả nhà mình lưu ý là sắp tới đi cao tốc là đi thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, rồi Trung Lương Mỹ Thuận, rồi sau đó là sẽ đi Mỹ Thuận Cần Thơ, đó là sẽ đi qua cái cầu Mỹ Thuận 2 này. Mà bây giờ là cái đường cao tốc thì có thể là sẽ không hoàn thành cùng lúc với cây cầu Mỹ Thuận 2. Thì sắp tới là các anh sẽ vẫn thông xe cây cầu Mỹ Thuận 2, rồi sau đó là xuống dốc cầu phía bên bờ Tân Hòa của Vĩnh Long, thì các anh sẽ có một cái nhánh rẽ, một cái lối rẽ về quốc lộ 80. Thì trước mắt là như vậy, rồi sau đó thì các anh sẽ thông xe về tới cầu Chà Và, cái nút điểm cuối của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ luôn. Khi mà thông xe rồi thì cũng giống như cầu Mỹ Thuận 1, nhưng mà đi cao tốc sẽ giảm tải cho được tuyến quốc lộ 1A cũng như là cầu Mỹ Thuận 1. Chứ mà cầu xong mà cao tốc chưa xong mà nếu mà không có mở tuyến như vậy á, thì cái cầu không có thông xe được á, thì cũng như không. Nên là các anh đang gấp rút thi công cái phần đường dẫn phía Vĩnh Long, mở một lối rẽ về quốc lộ 80 thông xe trước như vậy. Rồi sau này cao tốc xong thì sẽ tiếp tục thông xe về tới Cần Thơ luôn. Hôm nay thì các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Châu Thế 620 sẽ hoàn thành luôn cái phần gác dầm và sẽ di chuyển qua bờ Tiền Giang. Xà lan đã sẵn sàng rồi, mấy hôm nay thì xà lan đậu tuốt ở bên kia, hôm nay thì gần xong nên là các anh đem qua để mà chút xíu nữa là tập trung thiết bị lên xà lan này, di chuyển đi chỗ khác. Ở miền Tây thì cầu nhỏ, cầu lớn thì đa số thì mình thấy là dầm của đơn vị 620 cung cấp. Ở đồng bằng sông Cửu Long, ở miền Tây thì Châu Thế 620 là một cái đơn vị rất là nổi tiếng, dầm rất là chất lượng và thi công thì khỏi bàn, quá chuyên nghiệp luôn. Vậy là mình vừa cập nhật cho tất cả quý vị khán giả xem được tất cả những cái tiến độ mới nhất vào ngày hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2023. Hy vọng là những cái video của mình sẽ giúp cho tất cả quý vị khán giả có thêm một cái thông tin cũng như là những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 nhé.
Rồi, chúc mọi người được nhiều sức khỏe và đón xem những cái video tiếp theo của mình về cầu Mỹ Thuận 2 cũng như là những cái cầu khác ở miền Tây nha. Bye bye. Này nắng quá đẹp.